Chào người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn. Đó chính là giải đấu thiên hạ đệ nhất bang lần 2 trong tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Bubi do nhà mắt VC tổ chức. Thì ở giải đấu này sẽ chia làm hai cụm, đó là cụm siêu cấp và cụm cao cấp. Thì mỗi cụm sẽ có hai bảng. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình theo dõi cái bảng đầu tiên là bảng A ở cụm siêu cấp nha anh em. Thì bảng A, các bạn nhìn sơ bảng A thì theo tổng quan mình thấy bảng A là một bảng tử thần. Tại vì bảng A đang tập trung rất nhiều loại mạnh luôn anh em nha. Thì các bạn nhìn sơ các bạn sẽ thấy là có bang của Kim Sơn S17 này, bang Hoa Sơn, bang GX5, Hoa Sơn S3, bang X9, X11. Những cụm server đầu đang tập trung bảng A rất là nhiều luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình theo dõi chi tiết nha. Cùng xem coi, cùng anh em cùng xem coi đội nào sẽ có cơ hội đi vào ok nhất nha. Thì đầu tiên là sẽ có trận 1.1 giữa bang Chí Tôn S19 và bang Báo S21. Thì ở đây các bạn sẽ thấy hai cái bang này sẽ ngang nhau thôi. Thì theo mình cái đội hình nó tùy mọi người thôi. Đội hình thì các bạn phải quan trọng. Hiện tại là đội hình các bạn phải có một phái lao lên giống Thương Vân Đao hoặc là Thiếu Lâm để các bạn hút sát thương. Hiện tại rất nhiều mình chia sẻ rằng rất nhiều anh em đang chơi Dương Môn Cung. Kiểu là Dương Môn Cung truyền kỳ luôn em nha. Dương Môn Cung rất là nhiều, bắn rất là đau. Thì các bạn bây giờ muốn chơi Dương Môn Cung không bắn vào tem mình thì các bạn cần phải có một anh em nào lao lên để hút hết sát thương của Dương Môn. Thì như vậy Dương Môn bắn vào phía sau thì phía trước mình lại tràn lên nha. Đây quan trọng là thứ nhất là sức mạnh. Giả sử như hai bên ngang nhau thì tiếp tục sẽ nói về cái đội hình bên nào mà ok nhất thì sẽ chiếm ưu thế hơn. Thứ ba là chỉ huy quan trọng ở trong những trận đấu này. Cái người chỉ huy phải giữ được bình tĩnh và cái đó phải cực kỳ nhạy bén và nhảy số rất là nhanh. Có nghĩa các bạn chỉ cần tính toán trong vài giây hoặc là đưa ra một cái quyết định khiến cho ban mình vào chung kết rất là nhanh luôn nha. Thì tiếp tục là cặp đấu giữa ban Thiên và ban S4 và ban Hoa Sơn S17. Thôi cái cặp đấu này phải nói là cũng căng thẳng. Ban Thiên S4 cũng là một trong những ban rất là mạnh ở server S4, cũng là những anh top một viên ba lực chiến. Nhưng mà S17 đang tập trung quy mô rất nhiều anh top từ một viên ba, với nó bảng xếp hạng ở bên S17 là ba trên đầu là một viên máy luôn nha anh em nha. Nên theo mình cái trận này S17 sẽ chiếm ưu thế hơn. Tiếp tục là trận đấu 1.3 thì giữa là ban chơi X5 và ban nhiệt huyết S46. Thì mình sẽ có những cái video qua những server anh em nào mong muốn mình review để cho anh em thấy được sức mạnh. Thì ở trong cái trận đấu 1.3 thì tỷ lệ của ban chơi theo mình vẫn chiếm ưu thế hơn so với ban nhiệt huyết. Tiếp tục là trận 1.4 giữa ban Hồng Hưng S69 và ban Huynh Đệ S38. Thì theo mình là ban hai ban này thì mình cũng không nắm rõ tình hình, nên là một trong hai ban lực lượng thì sẽ có cập nhật sau cho anh em. Hoặc anh em nào cần mình review ở server nào cứ nói mình nha. Tiếp tục là về trận đấu trận 1.5 giữa ban Thiên Long S79 và ban Hoa Sơn S3. Hoa Sơn S3 chính là ban thiên hạ vô địch đệ nhất bang lần 1 nha mọi người nha. Thì ban Thiên Long đụng độ ngay ban này ngay tại cái vòng loại luôn. Hai nói chung áp lực tinh lý tâm lý nhiều lắm em nha. Tại vì đánh với một ban mà thiên hạ nhất ban lần 1 với các bạn tâm lý rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình thì theo mình thì ban Hoa Sơn vẫn có tỷ lệ thắng cao hơn nha. Tiếp tục là về cái trận 1.6 giữa ban Trúc Lâm S87 và ban Sài Gòn S55. Thì hai server này thì theo mình sẽ là nói chung hai server này mình cũng khó mà nắm được tình hình, nên theo mình cũng là một trận chiến rất căng thẳng nha. Tiếp tục là trận đấu trận 1.7 giữa Ngạo Kiếm S50 và Thiên Sát S9. Thì ở hai server này là một hai server rất là căng thẳng ở trong cái bảng đấu luôn nha. Thì theo mình thì vẫn chiếm ưu thế cái này S9 với 50 là không có các đội nào chiếm ưu thế nha anh em. Nói chung là cũng căng lắm. Tiếp tục là về trận 1.8 giữa Hằng Sơn S11 và Hồng Hưng S75. Thì tất nhiên là theo mình Hằng Sơn S11 sẽ chiếm ưu thế hơn nha mọi người nha. Thì sau khi các bạn đã coi hết những cái ban hội đã góp mặt trong bảng A
thì các bạn sẽ thấy là bản A là một bản cực kỳ gọi là phải nói là thử thách và khó khăn muôn trùng luôn. Nếu anh em nào muốn mà đứng ở bản A này thì phải nói là vô được cái bản A mà vô được cái tới phòng mà trận ở trong thôi là mình thấy là phải vượt qua rất là nhiều. Ở nhánh nào cũng có một bán rất là mạnh luôn em. Ở nhánh nào cũng đang có một bán rất là mạnh luôn đang thống trị cái nhánh đó, thì mình sẽ không biết có bất ngờ gì không. Hoặc là anh em nếu mà bốn đội mạnh, các bạn nghĩ đi, bốn đội mạnh của bốn nhánh mà vào ngay cái trận chung kết thì sẽ là một cái trận đánh mà phải nói là cực kỳ máu lửa luôn. Tại vì bốn bang mạnh mà bây giờ rơi vô bốn cổng thì đánh làm sao, thì đây mới là một cái khúc là căng thẳng rồi. Tại vì nếu mà bang nào mà rơi vô cổng giữa là cực kỳ khó khăn luôn. Tại vì cổng giữa là các bạn phải bên trái là phía bên bang này, còn chính giữa anh em phải đụng ngay bang cổng giữa nữa, thì anh em nào đứng ở cổng mà bên hông ấy thì sẽ lợi thế hơn, thì các bạn sẽ tấn công lên cái chỗ xích diệt dễ. Còn nếu anh em mà đứng ngay cổng giữa, các bạn phải đi luồn rách hoặc các bạn phải chiếm được cái cổng giữa, thì đây là một cái gọi là phải khó khăn rất là lớn cho các bạn nghe, được gọi là bạn tử thần. Tiếp tục các bạn sẽ đi vào cái bảng tiếp theo cho mình, đó chính là bảng B. Thì ở bảng B này khi bốc thăm các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái bang anh em sẽ được đi thẳng vào cái trận 4.1 luôn. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là bảng B thì mình đang đọc là trận ở trong luôn nha, trận ở trong đi thẳng vào trong luôn. Thì bang U Minh Tụ S32 tiếp tục là S32, tiếp tục là bang Lương Sơn S34, trời, hai server kế nhau luôn em. Thì S32 theo mình vẫn là bang mà giữ vị trí ok nhất nha, chiếm được tỷ lệ. Tiếp tục là về trận 4.2 giữa bang Tiếu Ngạo S56 và bang Trường Sơn S1. Wow, tính ra thực sự là bang Trường Sơn cực kỳ may mắn ở trong cái bảng này luôn anh em. Bang Trường Sơn S1, S2 là bang không phải yếu nha, cực kỳ mạnh anh em nha. Các bạn nếu anh em đã coi thiên hạ đệ nhất bang lần 2, bang S1 và bang S2 đã có mặt ở trong cái trận chung kết nha mọi người nha. Thì mình không nhớ là cái lúc mà đánh cái trận chung kết là S2 gặp S1 chưa, nhưng mà hiện tại là S2 đã gặp S1 rồi nha. Thì S2 ở đây sẽ là một cái gọi là một cái đội hình gọi là trong cái bảng này theo mình là đội hình ưu tú nhất nha. Trường Sơn S1 này sẽ là đội hình rất ok, lấn áp được Tiếng Ngạo nha. Theo mình thì đây là quan điểm của mình thôi. Tiếp tục là trận 4.3 thì sẽ là ban Nhật Việt S31 và ban Sơn Bá S29. Thì ở tiếp tục lại hai server này là hai server lại kế nhau nữa, và hai server này thực sự là rất là căng thẳng luôn. Tại vì hiện tại thông tin chưa có cập nhật là lực chiến ban nào nha, nên khi chưa cập nhật thì hai ban là sẽ là ngang nhau. Còn khi cập nhật rồi thì các bạn nhìn vào các bạn minh giáp, các bạn sẽ thấy được cái sự áp đảo. Thì nếu mà trận chiến mà thôn ấy, trận chiến thôn hoặc trận chiến thành thứ hai ấy, thì các bạn nếu mà áp đảo về lực lượng ấy là khả năng thắng rất là cao luôn nha. Còn về Tánh Long An thì áp đảo lực lượng chưa chắc thắng được, tại vì các bạn cần phải thứ nhất là phải chiếm được trụ, thứ hai là không đứng vào cổng chính giữa, nó khác nhau hoàn toàn luôn nha. Tiếp tục là về hạng 4.4 thì sẽ có ban Sông Thiên S64 và ban đặt tên thì khó gì là ban Tam Chu nha mọi người nha, S80. Thì ở trong bảng này thì ban của Tam Chu theo mình vẫn đứng lợi thế hơn, tại vì ban này sẽ có anh Jackie Nguyễn nha mọi người nha. Anh Jackie Nguyễn vẫn là anh khá là khủng ở trong cái bảng xếp hạng liên server. Thì theo mình là bên S80 sẽ có lợi thế hơn S64 khá nhiều. Thì sau khi các bạn sẽ coi những cái bảng bảng B rồi thì bạn sẽ thấy được là ban trận đầu tiên thì nếu mà Trường Sơn vô được ấy thì cũng sắp ngẫu nhiên thôi nha anh em. Trường Sơn vô được mà nếu mà đứng ở cổng giữa thì cũng hơi khó, nhưng mà nếu mà đứng ở cổng phía ngoài ấy, thì khả năng vô chung kết khá là cao cho Trường Sơn. Tiếp tục S80 và hai nhánh này thì mình không biết là ai nha, nhưng mà theo mình thì hai Trường Sơn và S80 là khả năng cao. Còn những server xác thì anh em có thể comment dưới mình để mình review có thêm thông tin nha. Hiện tại thì mình theo thông tin thì mình chưa có nhiều, nên mình dự đoán của mình thôi. Thì sau khi mình sẽ cho mọi người xem về cái cặp đấu ở bảng B rồi, thì bạn thấy bảng B là bảng nhẹ hơn bảng A nha. Bảng B thực sự các bạn mà ai mà vô bảng B là thấy nhẹ lắm hơn bảng A rất là nhiều. Thì bảng A thì nói chung anh em mà đang ở trong bảng A thì bây giờ chắc phải đang bức đồ kinh khủng cỡ nào nha, tập trung lực lượng khá là kinh luôn.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục với mọi người ở trong cái bảng trộm cao cấp nha. Thì bây giờ cao cấp bảng A, các bạn sẽ thấy này, cao cấp bảng A. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy ở cụm cao cấp bảng A thì sẽ có trận 1.1 giữa Miêu tộc S132 và Thiêu Dinh Thiên Dinh S94. Thì hai server này thì theo mình S94 đứng lợi thế hơn vì là cụm trước nha. Thì ở đây sẽ có một cái thể thức thi đấu với cụm cao cấp nó rất là khác. Có một phần ở chỗ này nữa thì theo mình sẽ đợi phim si cập nhật thêm cho các bạn rõ. Có nghĩa là ở trong cái hướng dẫn thi đấu sẽ có một phần thì mình sẽ cho mọi người coi cái chỗ cụm cao cấp nha. Khúc này thì đây, bạn nhìn thấy này. Đây, tính năng ở đây bạn thấy nhìn kỹ này. Thì ở trong cụm cao cấp, trong đấu trường sẽ có một NPC để nhận các vật phẩm thi đấu. Chi tiết về các vật phẩm sẽ được công bố trên trang thông tin chính thức của trò chơi. Ở đây thì mình sẽ hỗ trợ cho những cái cụm sau. Còn nếu mà những cái cụm đầu ấy, những vật phẩm hỗ trợ mà thấp hơn thì các bạn cứ copy nhân vật thôi. Tại khúc trên sẽ có câu là trang bị và nhân vật sẽ được sao chép copy hoàn toàn từ máy chủ gốc. Thì khi mà copy, giả sử như copy nhân vật của bạn thì hàng của bạn mạnh thì sẽ không cần những cái trang bị khác hỗ trợ, và hàng của bạn quá yếu thì sẽ được những cái trang bị hỗ trợ theo mình cái khúc này nha. Trong đấu trường sẽ có NPC để nhận các vật phẩm thi đấu, chi tiết về các vật phẩm thì sẽ được công bố. Thì ở đây theo mình sẽ hỗ trợ theo server, tại vì nếu không hỗ trợ ở những cụm sau ấy thì sẽ bị chênh lệch với những cụm đầu rất là nhiều. Thì VC đang có thể đang kiểu mà xem xét để thống nhất để cho anh em có một cái mùa giải cân bằng nhất có thể cho mọi người nha. Lúc này anh em có thể đợi thông tin mới nha. Anh em quan trọng anh em búp đồ nha, chứ không phải là cho đồ đâu nha. Cho đồ thì anh em có kỹ, lúc này là trang bị và nhân vật sẽ được sao chép copy hoàn toàn từ máy chủ gốc, chứ không phải là như cái mùa 1 là anh em được hỗ trợ đồ nha. Còn cái phần hỗ trợ này theo mình là hỗ trợ một phần thôi, nhưng anh em phải build đồ nha, chứ anh em đừng có gom người lại xong rồi cầm tay nhiều lần nha. Cái này là khác với mùa 1 cho anh em nha. Khác mùa 1 nên những em nào mà nạp tiền hay đầu tư khủng ấy thì vẫn có cơ hội để thống nhất thiên hạ ở trong bảng kêu cao cấp lần này nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với bảng A, cao cấp bảng A nha. Đầu tiên cao cấp bảng A thì mình sẽ nói tiếp là về ban thiên đình Thiên Dinh sẽ nắm là ok nhất nha. S94 tiếp tục là trận 1.2 sẽ là giữa ban Thanh Long và ban Hoàng Gia. Thì hai ban này ở size server rất là số đẹp luôn, S135 còn Hoàng Gia ở 153. Hai chỗ công nhận bốc thăm, ai bốc thăm phải gọi là sư phụ luôn, bốc thăm quá số quá đẹp luôn, hai số quá đẹp luôn. Thì ở server này, thì ở hai server này thì mình chưa có thông tin nhiều, thì anh em có thể comment dự đoán ở phía dưới nha. Tiếp tục là về server 1.3 sẽ có Hắc Kim 221 và anh em S1155. Thì Hắc Kim và anh em thì hai server này chênh lệch tới mười mấy server lượt, thì tất nhiên anh em sẽ có lợi thế hơn nha. Thì theo mình VC sẽ hỗ trợ những server sau. Tiếp tục 1.4 thì server Đông Sưởng và server Buôn Mai Thúy. Trời ơi, Buôn Mai Thúy mà vô đây thì bạn hãy ban luôn, thắng chết luôn nha. Đây, thì ban Đông Sưởng là ban đã góp mặt ở trong cái giải thiên hạ để giúp ban trận chung kết rồi. Thì theo mình lợi thế sẽ thuộc vào ban Đông Sưởng rất là nhiều. Tiếp tục là về trận 1.5 giữa Hội Tâm Hoàng S220 và Thiên Đạo 216. Đây là một trận đánh cực kỳ căng thẳng giữa hai server này nha. Hội Tâm Hoàng S220 và Thiên Đạo là hai server này hiện tại thấy mình rất căng thẳng luôn, tại vì ngân phiếu ở hai server này lúc nào cũng hết. Thì tất nhiên người chơi rất là nhiều thì ngân phiếu mới hết. Thì hai server này đang đua nhau binh nháp rất là khủng, thì mình sẽ cập nhật cho anh em về tình hai server này nha. Tiếp tục là về trận đấu 1.6 giữa AFC CFA đây 226 giữa anh em Hào Kiệt S115. Thì anh em Hào Kiệt sẽ có lợi thế hơn về chênh lệch tới 100 server nha. Tiếp tục là mình sẽ cho mọi người xem về trận 1.7 giữa Ngạo Thiên. Ngạo Thiên thì các bạn nhìn thấy này, S145 và ban Roja S140. Thì hai server này sẽ là ngang nhau nha, hai server này ngang nhau rồi anh em, chứ không có ai hơn ai đâu. Tiếp tục là trận cuối cùng giữa Nghịch Thiên S149 và Lương Sơn Bạc S218. Thì cụm đầu tiếp tục lại có lợi thế nha, cụm đầu là hơn rất nhiều cấp độ nên sẽ có lợi thế, nên mình
nghĩ là những cung sao sẽ được hỗ trợ đồ nha. Tiếp tục là về cụm B, cao cấp cụm B. Thì cao cấp cụm B anh em sẽ nhìn thấy này, trời cụm B đông dữ vậy. Cụm B sẽ không như ở dạng cao cấp, ở dạng siêu cấp được ngoại lệ nha. Anh em ban đông quá. Tiếp tục là trận 2.1 giữa cảnh sát cơ động MiG-221 và một Tân Hoàng, hỏi Tân Hoàng S-180. Trời ơi, thực sự là mình bây giờ mình quên đi là S-180 luôn. S-180 là theo mình ở trong giải này đang rất là mạnh luôn nha mọi người nha. S-180 là server hội tụ rất nhiều cao thủ luôn nha. Cũng như là ở nếu mà ở cụm siêu cấp, ở cụm siêu cấp có S-17 thì ở cụm cao cấp sẽ có S-180 nha. Thì S-180 đang chiếm vị thế rất là mạnh luôn, có thể đi thẳng vào vòng này luôn theo mình nha. Đây quan điểm của mình thôi, tại vì mình có cầm một S-180 vô coi bảng xếp hạng cung khủng lắm em, tàn là tớp không khủng lắm nha. Tiếp tục là phải có Tam Hoàng nữa, Tam Hoàng S-194 và Vinh Đệ là trận 2.2. thì ở hai bang này cũng xuất sao nhau nha, khá căng thẳng. Tiếp tục là trận 2.3 sẽ có bang Chiến Thần S-180, S-181 và bang Chức 224. Thì tất nhiên bang Chiến Thần sẽ chiếm ưu thế hơn. Tiếp tục là trận 2.4 sẽ bang là Tam Quốc S-214 và bang Minh Giáo Chợ Lớn thì S-167, thì bang 167 sẽ chiếm ưu thế nha. Trận 2.5 giữa bang Star Gui S-23 và bang Tứ Hải. Trời ơi, bang Tứ Hải chiếm ưu thế quá khủng luôn em ơi. Về trận 2.6 sẽ là bang Kim, bang Kim S-18.9 và bang All-Star S-118, thì bang All-Star chiếm ưu thế nha. Về trận 2.7 Sông Long S-175 và bang Thiên Đế, đây khá căng thẳng luôn. Trận 2.8 bang Thống Nhất S-199 và bang Tứ Hải S-157. Trận này cũng rất là căng thẳng nha mọi người nha. Này, hai bang này cũng rất căng, nói chung là nhìn từ cái bảng này thì các bạn thấy sẽ thấy là một cái nhánh cũng sẽ có một bang rất là mạnh luôn. Ví dụ như nhánh đầu tiên sẽ có bang là Tâm Hoàng 180, thì những nhánh sau sẽ có bang Tứ Hải 109 này. Tứ Hải là server của anh Huy Nguyễn nha mọi người nha. Tiếp tục là về bang bang Thiên Đế, bang Sông Long. Ở những cụm này thì mình chưa thấy, mình chưa có làm video nên mình chưa có thấy bạn nào ở trong đây mạnh nha. Nhưng mà theo mình ở đây thì sẽ là bang Thống Nhất S199. 199 hình như gộp với lại 202 là server của anh Nữ Hoa mọi người nha. Anh Nữ Hoa hồi xưa mình hay đặc biệt kiếp thần đó nha. Thì server này cũng khủng, 199 gộp với 202. Thì ở dưới bảng này sẽ là bang Thống Nhất đang chiếm ưu thế. Tiếp tục là về cái nhánh thứ ba, cái nhánh này có Tứ Hải. Còn nhánh thứ hai này thì mình dự đoán bang nào nha. Nói chung mình dự đoán nhánh này là Hội Tâm Hoàng, nhánh này là Tứ Hải, nhánh này là bang Thống Nhất. Còn nhánh số 2 thì mình chưa có biết bang nào ở trong đây. 214, mình đang lục theo chứng trí nhớ nha. Có nghĩa là mình đang nghĩ cái server nào mà trái ngân phiếu á là server nó mạnh anh em nha. Server nào không có ngân phiếu là server nó mạnh nha. Theo cái logic của mình, logic kinh doanh của mình, buôn bán của mình, server nào không có ngân phiếu, trái ngân phiếu là server nó mạnh nha. Ok, còn server nào ngân phiếu bán ế là server nó hơi ít người chơi. Theo logic của mình thì ở server này thì mình không có bán nhiều nên mình không biết nhánh hai, nên mình lựa, chắc mình lựa đại bang Chiến Thần đi, bang Chiến Thần hoặc Minh Giáo Chợ Lớn nha. Nói chung thì các bạn sẽ thấy được hai bảng của siêu cấp và cao cấp rồi, thì cũng rất là căng thẳng luôn. Thì anh em nào cần mình review server nào, để thấy lực lượng thì mình chia sẻ luôn. Giả sử như bang bạn yếu nhưng mà bang bạn chơi chiến thuật đánh lén hay là sao, giả sử như bang bây giờ đã có Thí Yên tàng hình, Thí Yên đau, thì bây giờ 20 người Thí Yên đi, các bạn chỉ cần bào máu trụ một tí xíu, xong 10 phút cuối cho 20 Thí Yên đó vô bụp thì ba cái trụ nha. Đây là chiến thuật đánh lén nha. Đang tôi tin mà Thí Yên đánh thắng không có gì phải vang, nhưng mà quan trọng thắng là được rồi anh em nha. Quan trọng là anh em chỉ cần có 20 người Thí Yên, hoặc anh em nếu mà bang của bạn quá mạnh đi, bang bạn quá mạnh về lực lượng
thì chỉ cần có hai ông thiếu lâm một thiên vương tăng lên, còn ngoài sau anh em chơi võ đan dương môn cái bang đồ chủ manh sát hết cho mình nha. Trưởng này bắn cung này dồn lên nói chung rất là ngon luôn. Hiện tại các bạn nên chơi những cái phái mà trâu tí xíu nha. Giả sử như các bạn nên đổi sang những cái phái trâu để các bạn có thể cho đánh liên hạc rất ok hơn nha. Giả sử như ví dụ mình chia sẻ về quan điểm nha, ví dụ các bạn đang chơi cung lôn thì các bạn nên chuyển qua võ đan. Giả sử như các bạn đang chơi hay kim hay là sao, bạn có thể qua dương môn cung. Dương môn cung các bạn bất thần lên bắn ao men rất là ngon. Và ngoài đó các bạn hãy chuyển qua nha mi nếu bạn của bạn yếu, bạn ạc của bạn mà yếu. Giả sử như bạn của bạn yếu nha thì các bạn chuyển qua nha mi tăng mát máu và tăng bức để anh em bút cho một cái tem. Một tem phải có một nha mi, tại vì ở trong giao tranh thực sự mình nói thật, ở trong giao tranh hiện tại bơm mình máu ấy, vào bắn bơm hết 30 bình máu, có nha mi trong tem rất là ngon. Và các bạn lưu ý là nên phải có vàng lao lên ấy, là thương vân hoặc là thiếu lâm gì đấy để các bạn hút đam nha. Có nghĩa là các bạn muốn chơi hình công thì các bạn sẽ tính trước cái tường, các bạn vào trận chung kết bạn có hình công thì các bạn tên bạn phải có thương vân hoặc là thiên vương, các bạn lao lên. Lao lên vì sao? Thì tất nhiên ông tung sẽ bắn những cái ông nào khoảng cách gần, đúng không? Khoảng cách thì anh em sẽ lao lên thì bắn ông, thì tất nhiên sẽ bắn cái đam ra sao, thì đam phía trước không có nã vào anh em thì anh em dồn lên lùa lùa cứ như vậy hoài, thì tên bạn sẽ thấy được cái sự rất là khó chịu nha. Còn các bạn có thể chơi thêm 20 ông thí y, các bạn đi luồn ra sao hoặc là đi bức trụ đối phương cũng rất ok luôn. Nói chung là rất nhiều chiến thuật ở trong cái đợt này, các bạn sẽ cố gắng các bạn chơi cho mình nha. Thì mình sẽ cho mọi người xem về server mình và cố gắng theo suốt anh em những cái trận đấu nha. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu bạn thấy video hay quá đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình. Và chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào mọi người.